Rồi, hello mấy fan nha. Hiện nay có ba đầu dây chai để mình coi có làm được cái gì không nha. Hiện giờ cái này là cái cốt đạn cổ của phục xe Honda. Mình mua đầu ve chai về, giờ mình cắt cái này ra, lấy cái cục này có cái lỗ sẵn nè để mình làm cái khóa lút lắc nha. Rồi có này, có cái mani cũ để bỏ vô đây. Rồi này có cây sắt xây dựng mình đập dẹp dẹp đi, mình hàn vô đây nữa là làm được cái đầu lút lắc. Rồi giờ tiến hành ha. Rồi làm liên quan tới cưa mài, mình đeo kính bảo hộ vô nha, để bụi sắt nó văng vô mắt thì mệt lắm. Rồi mình sẽ mài bo tròn cái đầu này. Rồi mình mài, mình bo cho nó tròn tròn rồi nè. Rồi mình mài khuyết nhẹ hai cái mặt, mình đưa cái mani vô ha. Không biết cái chuyện mani này chịu nổi lực bao nhiêu ha, cứ làm đại rồi chừng nào gãy tính sao. Còn nó không gãy thì ok nữa. Cái chỗ này mình cũng dặn ốc vừa thôi chứ mình đâu có dặn ốc cứng dữ. Rồi giờ mình sẽ hàn cái cán này ra ha. Rồi vậy là coi như xong cái cây lắc léo, cái khóa lắc léo. Thì cái này để dành mở ốc bánh xe này kia nọ, mấy cái ốc mà vướng vướng lơi lơi cũng được. Thì để một hai ngày nữa mình sẽ thí nghiệm mấy bác xem nha. Rồi cái đầu này cái lờ vuông, đầu này lắc léo. Rồi ai thích đầu chế thì ra tiệm dây chai mua đầu về chế chơi nha. Còn ai không thích thì có thể mua đầu nghề trực tiếp online, giá cũng rẻ chứ không có mắc nha, vài chục tới 100 mấy món à. Rồi cái này mình đang order 500 để mình khoan cái chỗ này nè, mình gắn cục 500 vô cho nó hết.